Chào mừng các bạn đã đến với Bookstore Chuyện sách tiếng Anh và Facebook Huy Đàm. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái website để các bạn học học lập trình căn bản như là HTML, CSS, JavaScript và những cái cơ bản khi bạn vô học lập trình và những câu hỏi khi bạn đi interview để xin việc làm cho cái ngành lập trình này. Và yêu cầu của cái website này á, thì các bạn phải biết chút ít về ngôn ngữ tiếng Anh, English. Tại vì cái website này ở Mỹ, cái website này sử dụng tất cả ngôn ngữ tiếng Anh hết. Thì các bạn phải có căn bản tiếng Anh để bạn đọc hiểu và làm theo những cái bài tập hướng dẫn đó để bạn hiểu được cái học lập trình, chứ không có ngôn ngữ tiếng Việt. Cách đây khoảng 8-9 năm á, mình học, bắt đầu học lập trình đó, thì lúc đó cứ mỗi lần mà tìm kiếm hay làm cái research gì á thì đều tìm ngôn ngữ tiếng Việt không à. Nhưng mà lúc đó ít lắm, ít người bỏ thời gian ra dịch rồi, và đa số mấy cái sách dịch đó thì nó đã cũ rồi. Nó qua thời đó rồi, nó cập nhật cái những cái version, những cái features mới rồi, những ngôn ngữ mới rồi. Bởi vậy các bạn cứ đọc sách tiếng Việt thì các bạn sẽ không bao giờ chạy kịp theo thời đại được. Tại vì công nghệ thông tin nó thay đổi theo từng ngày, một năm sau nó sẽ thay đổi rồi. Cho nên bạn lúc trước mình cũng học tiếng Anh dở lắm, nhưng mà mình cố gắng đọc và tìm hiểu sơ sơ rồi quen quen thôi, và bắt đầu học và bắt học học và làm. Giờ mình cũng quen rồi, thì nói chung là căn bản các bạn nên hiểu là học ngôn ngữ tiếng Anh tốt một chút xíu để hiểu đọc và làm những cái ví dụ, những cái bạn đọc những cuốn sách ebook về IT, những cái ngôn ngữ lập trình để thuận lợi cho việc học tập công nghệ thông tin này. Mà bây giờ mình sẽ vô vấn đề chính là mình sẽ giới thiệu cái website đó cho các bạn. Các bạn chỉ go google.com, bạn gõ từ freecodecamp.org. Camp. Các bạn chỉ gõ freecodecamp thôi. Thì đây là một cái tổ chức không có lợi ích gì hết, mà nó giúp cho bạn học những cái nền tảng web. Có một cái forum cộng đồng online và chat room, có những cái người supporter, người ta support cho bạn, giải đáp những câu hỏi cho các bạn. Thì cái web này nó rất là hữu ích, và nó được một người tên là Quincy Larson được thành lập vào ngày tháng 10 năm 2014. Mục đích nó là học tập, và cái người này đã thành lập ở San Francisco, và hiện tại số thành viên là 3.709 người. Thì đa số cũng có một số ít lập trình viên ở Mỹ á, người ta sử dụng cái website này để không phải là lập trình viên nữa, mà những người mà mới bắt đầu học lập trình á, người ta đã vô website này, người ta học làm những cái step theo đó, và người ta practice theo nó, thì người ta đã nắm vững cái basic rồi, cái concept của cái programming language rồi, và những ngôn ngữ khác như HTML và CSS, JavaScript luôn. Đó. Thì người ta đã đi qua rồi, người ta hướng dẫn. Thì bây giờ mình cũng hướng dẫn cho các bạn. Các bạn cứ bắt đầu học lập trình, thì bạn nên vô cái website này, đăng ký thông tin, đăng ký tài khoản. Rồi các bạn, cái này là cái tài khoản mình đã đăng ký rồi. Sau khi đăng ký thành công, mình vô cái tài khoản này. Thì hiện tại website này có tới 5.049 supporters trên 10.000, và mục đích của người ta trong tương lai của người ta sẽ có là 10.000 supporter cho website này, để support cho những cái câu hỏi, những cái gợi ý, những cái mục đích tìm hiểu thông tin, giải đáp một cái problem nào đó trong lúc lập trình đó. Và hiện tại nó có tới 1.409 coding challenge, mà mình mới làm được có 5 cái à. Đó.
Ngoài ra nó có một cái forum nữa, có một cái news và cái settings. Em sẽ cho các bạn đi từng cái. Đây là setting. Nó cho là cái profile của các bạn thôi, không có kỹ gì hết trơn á. Developer news. Và như đây các bạn có thể đọc những cái bài viết mà người ta đã viết về những cái người mà professional developer, người ta đã học qua, người ta làm qua, người ta có đề những cái demo nè. Đó. Người ta hướng dẫn cho các bạn để đọc tham khảo để upgrade your skill. Đó, programming skill là kỹ năng lập trình. Rất là nhiều cái, tại mỗi ngày á nó thay đổi rất là nhiều. Và bạn cần phải update những cái đó. Đây là cái mục news, bạn vô đọc mỗi, bạn vô đọc cái đó để bạn hiểu thêm. Đây là forum. Forum này dùng cho các bạn, bạn không hiểu cái bạn có một cái vấn đề nào đó hay một cái topic nào đó bạn cần hỏi, bạn cần giúp đỡ thì các bạn vô đây, bạn sign in vô, bạn post một cái topic hoặc là một cái vấn đề đó bạn cần. Nè, giống như cái câu này, how many times did you have to apply before getting a job? How many places did you have to interview with first? Rất là nhiều câu hỏi. Đó, thì có những người đã đi làm rồi. Những người đã đi làm rồi, người ta sẽ vô, người ta sẽ trả lời các bạn. Đó, người ta chia sẻ những cái kinh nghiệm với các bạn ở đây. Và quay lại cái bài học, quay lại cái này, cái website này, thì sau khi bạn đăng ký thành công á, bạn vô cái curriculum. Ở đây cái curriculum nó có rất là nhiều. Đó, có web design certification, algorithm data structures certification. Thế là mỗi ngày là 300 giờ hết. Rất là nhiều. Tới cuối cùng, cái challenge cuối cùng của các bạn là coding interview prep. Đó. Thì tổng ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 cái có 300 giờ, có nghĩa là bạn phải tốn hết 1.800 giờ để complete hết tất cả các bài học ở đây, các coding challenge ở đây. Thì sau khi các bạn complete hết á, thì ít ra các bạn sẽ nhận được là at least là ít nhất là phải 70% cái kiến thức sau khi các bạn làm hết tất cả những cái hoàn tất 1.800 giờ ở đây website này. Bạn sẽ có một kiến thức căn bản về lập trình, về những như HTML, JavaScript, CSS, những cái JSON, những cái gì đó, database bình thường. Thì các bạn tiếp đến là các bạn sẽ làm complete cái năm cái final project đó. Mình sẽ đi qua, thấy không? HTML và HTML file nè, CSS nè, JavaScript nè, thuật toán và đâu cấu trúc dữ liệu, jQuery, React, đó rất là nhiều. JSON API và Ajax nè, API nè, Basic Node Express đó. Có những cái, một số cái ở trong đây mình chưa học qua luôn á, và nó sẽ hướng dẫn các bạn học hết. Cho nên những các bạn nào muốn, bạn là bạn yêu thích về lập trình, mình nói nhấn mạnh ở đây là bạn nào yêu thích về lập trình, muốn học lập trình tốt đó, thì các bạn nên bắt đầu từ đây, website này, website đầu tiên mình. Ngoài ra có một số website nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp theo. Thì cái website này á, bạn thời gian bạn rảnh hè hoặc là những dịp lễ bạn nghỉ, bạn có thể ngồi cả ngày trên máy tính để học những cái này và nhớ và làm theo hướng dẫn để bạn cái nâng cao cái skill của các bạn lên. Nếu một bạn đi lại bài đi học, bạn làm những bài tập trong trường, bạn sẽ khác, rất là khác, rất là nhiều. Và giúp cho bạn nhớ lâu mỗi khi bạn practice,
các bạn luyện tập, bạn làm cái coding đó làm đi làm lại nhiều lần, và mỗi khi bạn bạn đọc, bạn đặt cái những cái nội dung mình sẽ mở cho bạn coi, ví dụ cái basic đó. Khi bạn đọc bạn hiểu, cái bạn đọc bạn hiểu bạn làm được là lúc đó bạn sẽ hiểu được, bạn sẽ tiếp tục bạn đọc ở đây những cái nội dung bên đây basic HTML, HTML file comment out đó, bạn đọc ở đây. Đó, giống như ở đây đó, nó kêu bạn là comment out cái H1 tag và cái P element tag đó, thì bạn đơn giản thôi đó, đóng một cái ngoặc xong xong rồi bạn muốn test thử coi nó có bị nè comment out do H1 element so that it is not visible on your page. Leave your H2 element uncommented so that it is visible on your page. Đó. Và make sure bạn close cái comment đó bằng dấu gạch ngang, xong rồi dấu mũi tên tới. Đó. Bây giờ sau khi mình đã chỉnh sửa xong, mình sẽ run run the test. Đó, nếu bạn làm đúng hết tất cả thì nó sẽ hiện dấu check stick lên là bạn done, thì bạn sẽ submit and go to next challenge. Đó, next challenge của bạn là gì? Delete your H1. Rồi bạn delete cái H1 đi. Bạn delete cái H1 đi. Xong. Bạn run cái test lên. Đó. Cái đơn giản thôi, bạn nó ghi bên đây bên dưới một góc màn hình nè. Delete cho H1 element. Rồi cứ để cái tag H2 và cái tag P này ở lại. Rồi xong, bạn nó hiện lên cho bạn đúng rồi, bạn đi qua. Đó. Bởi vậy tại sao cái đầu video mình nó nói các bạn là các bạn học ở trên web này free code cam.org.org là các bạn phải biết chút ít tiếng Anh, bạn nhìn vô bạn đọc bạn hiểu đó, thì các bạn học cái này rất là nhanh, các bạn luyện tập như vậy rất là nhanh. Đó, sau sau khi nó hướng dẫn các bạn trên đây nè, HTML file introduce more descriptive HTML tags, header, footer, navigation, video, article, select, section, and others. So the main HTML help search engine on the main content. Many of use HTML file tags and their benefit cover in apply HTML section. So create a second P element after P. Đây, giống như này nó cần có hai cái tag p. So, hai cái tag p. Make sure nó đóng lại. The p should.
Ở cái main á, cái tag main á, nó sẽ cover lại hai cái tag pin này lại. Đó. Mình vừa quay cái video hướng dẫn các bạn mà mình vừa làm luôn. Close main tab after second closing. Rồi, giờ mình làm thử. Giờ không biết đúng hay sai luôn. Bấm test thử coi. Ồ, đúng luôn. Các bạn thấy không? Có nghĩa là sao? Nó kêu bạn tạo một cái second tag P. Tạo một cái tag P này nè. Bạn copy hết cái đoạn script này lại, đoạn văn bản này lại, copy đây. Xong á, bạn wrap cái power, những cái paragraph này với một cái main tag. Đó, cái main này nè. Những cái main nè. Mở một cái tag main này xong rồi phải đóng cái tag main này bằng dấu xuyệt này nha các bạn, để đóng cái tag main nó lại. Rồi đơn giản như thôi, bạn bấm run test. Nếu nó để dấu stick dấu xanh lên là bạn đúng, bạn qua next qua cái câu hỏi tiếp theo. Cứ thế là bạn học, bạn đọc ở đây bạn, tại vì mỗi lần bạn học, bạn đọc, bạn làm như vậy á, bạn sẽ nhớ. Chứ bạn đừng có học giống như có nhiều người học cái kiểu vẹt, đọc sách là nhớ. Đúng, có một số người ta rất là giỏi, người ta đọc, người ta làm, đọc sách người ta nhớ thôi, người ta làm. Nhưng học công nghệ thông tin là học, chúng ta phải học cách luyện tập, chúng ta phải làm, phải thực hành thì chúng ta mới nâng cao được cái kinh nghiệm. Cái khi mà bạn xử lý một cái gì đó, một cái code hay một cái lỗi nào đó trong khi bạn biết lập trình đó, chúng ta phải nên luyện tập, chứ không phải là bạn đọc sách nhiều, bạn nhớ nhiều các bạn có thể làm được. Chưa chắc nha các bạn. Mình đã từng học vậy rồi nhưng mà có nhiều cái mình đã quên. Và cho nên mình luôn luôn học một cái gì đó, mình luôn luôn là làm, thực hành, làm đi một lần lại một hai lần. Và lần sau mình sẽ làm thêm một lần lại hai lần. Thì khi bạn đi thực tập, bạn làm hay làm một cái project nào đó, bạn sẽ nhớ. Ồ đó, bạn đã làm cái đó rồi á. Thì bạn sẽ tìm lại, bạn sẽ search cái từ khóa nó lại, bạn tìm rất là nhanh chóng mà bạn làm được nó liền, chứ không phải bạn phải tìm kiếm và research lại nữa, rất mất thời gian. Ok, video này á chỉ để hướng dẫn các bạn cái website này để các bạn đăng ký và học từng bước căn bản để học lập trình tốt. Đó, nó có 6 cái session tốn tất cả là mỗi session là 300 giờ thì khoảng 1.800 giờ. Còn 1.800 giờ là bao nhiêu? Chia 24 thì bạn phải tốn hết khoảng ít nhất là 2 tháng 5 ngày đó, cả 2 tháng mấy ngày, 2 tháng 1-2 ngày đó. Nó tính 30 hay 4 ngày là tính 2 tháng 3 4 ngày đó. Thì nếu bạn học chậm á thì cũng phải tốn hết 4 tháng hoặc là 5 tháng thì bạn sẽ học được hết tất cả những cái gì website này hướng dẫn các bạn. Và mọi thứ đều free hết. Hoàn toàn free hết, bạn chỉ cần sign up cái account rồi bạn vô bạn học. Hoặc là những các bạn làm bài tập trên trường, những cái vấn đề gì bạn không hiểu bạn có thể post trên cái forum của nó, để có những cái moderator hoặc là admin đó, người ta sẽ vô, người ta coi, người ta biết, người ta chỉ với bạn. Tại những cái người admin trong đó, những người moderator ở trong đó là những người đã đi làm rồi, người ta là expert developer rồi đó, người ta có nhiều kinh nghiệm, người ta sẽ biết bạn cần cái gì. Bạn phải explain rõ cái description của các bạn rõ và cái code của các bạn rõ để người ta giúp bạn dễ dàng hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem video này. Hãy nhớ like, share và subscribe cái channel Bookstore Chính Sách Tiếng Anh trên YouTube hoặc là page Huy Đàm trên Facebook. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhiều video khác, những video hay về lập trình. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.